vấn đáp chọn lọc hòa bình trên trái đất khởi sự từ chúng ta vấn. theo con hiểu thì con đường tu pháp quán âm là thiền định con thắc mắc là làm sao thiền định có thể giúp cho thế giới thay đổi trở thành hòa bình hạnh phúc một thế giới lý tưởng sư phụ câu hỏi đó rất đúng tọa thiền không thay đổi thế giới tọa thiền thay đổi chính mình nếu mọi người đều thay đổi chính họ thì thế giới này sẽ hòa bình câu hỏi đó rất đúng tòa thiền không thể thay đổi thế giới tòa thiền thay đổi chính mình nếu mọi người đều thay đổi chính họ thì thế giới này sẽ hòa bình chúng ta gây chiến tranh chỉ vì chính mình không có hòa bình bởi vì không biết rằng người bên cạnh là thượng đế chúng ta không ngộ ra rằng mình là thượng đế không nhận thức được rằng những người mà chúng ta giết hại bắn hành hạ cũng là thượng đế bởi vậy mà thế giới không có hòa bình tòa thiền không có nghĩa là quý vị chỉ ngồi đó giống như bức tượng quý vị phải thật sự tiếp xúc với thượng đế trước đó mới là thiền thật sự khi xảy ra như vậy rồi con người quý vị thay đổi vĩnh viễn quý vị trở thành gương mẫu hòa bình của một thượng đế sống trên tinh cậu dù quý vị không làm gì cả Người khác thấy quý vị, họ cũng cảm thấy bình an. Họ muốn ở bên cạnh quý vị, muốn hỏi ý kiến quý vị, muốn học hỏi từ khuôn mẫu của quý vị. Do đó mà thế giới trở thành hòa bình, yên ổn, rất là hợp lý, không có gì là huyền bí cả. Làm cách nào để quen dậy sớm thiền? Làm sao thiền được mỗi ngày khi mình không có đủ giờ giấc trong ngày? Sư phụ, không dậy nổi hả? Tôi cũng vậy. Đâu có ai thích dậy trong khi còn ở trong giường ấm áp. Nhưng chúng ta cũng phải cố gắng. Giả sử quý vị có công an việc làm phải dậy đi làm việc, thì quý vị cũng phải dậy. Vì 2.000 đô la một tháng mà quý vị dậy được. Mỗi sáng lúc 5 giờ. Dạ. Còn vì Thượng Đế quý vị không dậy được. Vậy tôi phải làm sao? quý vị phải đặt ưu tiên cho mình. Có thể dậy sớm hơn thường lệ một chút, rồi sẽ quen đi. Lấy ví dụ, dậy 3 giờ sáng sớm quá thì đừng dậy 3 giờ. Nếu bình thường quý vị dậy đi làm lúc 5 giờ, thì ngày đầu tiên dậy 5 giờ kém 20 hay 5 giờ kém 10, thậm chí 5 giờ kém 5 cũng được. Ngày hôm sau hay tuần sau dậy 5 giờ kém 10 cho mình quen với chuyện đó rồi thưởng cho mình thật nhiều tự bảo lòng rằng nếu mi dậy sớm hôm nay ta sẽ cho mi cái bánh bagel bự gấp đôi hay thêm một ly cà phê sữa đầu óc thích cái gì mình thưởng cho nó cái đó quý vị cũng phải thương chính mình bởi vì nói cho cùng chúng ta cũng chỉ có một thân thể này thôi và nhiều khi nó cũng mệt lắm chứ chúng ta làm việc cực khổ 8 hay 10 tiếng mỗi ngày chỉ để cho bộ máy này chạy. Rồi nhiều khi còn phải làm những công chuyện khác như là gia đình, vợ con, cha mẹ, bạn bè, hàng xóm, bà con cô bác vân vân. Chúng ta đòi hỏi thân thể này quá nhiều. Cho nên đương nhiên nếu không dậy sớm thiền được thì hãy tha thứ cho mình. Đừng có khắc khe với mình quá mức mà từ từ huấn luyện chính mình. Xem truyền hình bớt đi Đi ngủ sớm một chút Để sáng mai dậy được Hồi trước Những sinh hoạt nào làm quá nhiều Để tiêu khiển thời giờ nhàm chán Thì bây giờ dùng thời gian đó Để biết về Thượng Đế Chỉ cần sắp xếp thời giờ là được Tôi cũng bận lắm chứ Quý vị đâu biết Tôi ngồi đây coi bộ đẹp đẽ như vậy Nhưng tôi cũng rất là bận rộn Vì khi muốn dậy sớm cũng khó quý vị phải để đồng hồ báo thức đôi khi phải như vậy trong truyền thống ấn độ có một vị thánh ông này thức dậy được nhưng lại ngủ ngồi thay vì ngủ nằm thành thử cũng vậy thôi đồng tu mình cũng vậy khi đi bế quan họ ngồi đó trông có vẻ ngon lành lắm nhưng họ ngồi bất cứ kiểu gì sư phụ làm trò gục đầu qua một bên giả vờ ngủ gật cho nên đừng lo cứ cố gắng hết sức mình Cái đó mới là đáng kể Vị thánh này ở Ấn Độ Có tóc dài giống như tôi Ông cột tóc lên trần nhà Không nói giỡn quý vị đâu Về sao ông thành minh sư Bởi vì ông cố gắng rất nhiều Ông ấy cột tóc lên trần Mỗi khi gục đầu xuống là Ôi úi cha Không phải tôi bảo quý vị để tóc dài Hay làm giống như vậy nhưng phải tìm cách cho mình như là dậy sớm thí dụ như lúc mới đầu tôi phải để một bình nước đá bên cạnh khi đồng hồ ren tôi với tay lấy nước đá rưới vào mặt ồ nước đá chảy vào quần áo chỉ còn có cách là nhảy ra khỏi giường quý vị không phải làm như vậy quý vị có cách riêng của quý vị nhưng mỗi khi muốn làm việc gì quý vị sẽ làm được tin rằng mình làm được bởi vì quý vị là thượng đế không có gì mà thượng đế không làm được cứ nhớ rằng quý vị có thượng đế bên trong không người nào khác nhưng đừng nghe lời cái đầu và trí óc nó chỉ là máy điện toán đầu óc bảo mình rằng à ngủ đi ngủ rất tốt cho mình nhưng đó không phải là lời thượng đế nói mà thượng đế ở đằng sau cái đó Buổi sáng là lúc thiền tốt nhất. Thưa sư phụ, tại sao thiền buổi sáng là quan trọng? Quý vị có thể thiền bất cứ giờ nào, vì buổi sáng phần đông ai cũng còn đang nghỉ, và buổi sáng hãy còn yên tĩnh, như là từ 3 tới 6 giờ, đa số ai cũng còn đang ngủ. Không xe cộ, không tiếng ồn, không trẻ con, không điện thoại riêng. Trong đầu mình, sau khi nghỉ qua đêm, nó cũng lắng xuống cơ thể vẫn chưa có hoạt động hoàn toàn. Nên quý vị ngồi được dễ hơn, có thể nhập định, nghĩa là lên thiên đàng, càng ngày càng lẹ. Nếu thiền ở nhà thì càng tốt hơn nữa, bởi vì ở nhà quý vị bình tâm hơn, cảm thấy an ổn, yên lặng hơn. Giờ giấc buổi sáng là tốt nhất, nhưng không có nghĩa là quý vị phải thiền buổi sáng. Tôi thiền bất cứ giờ nào, trên xe buýt, xe hơi, đồng tu chúng ta thiền bất cứ nơi nào, ngoại trừ lúc đang lái xe đừng làm nghe sự khác nhau giữa thiền và cầu nguyện cầu nguyện có phải là thiền không ờ đó cũng là một loại thiền nhưng cầu nguyện chỉ là thiền một chiều chúng ta nói với thượng đế ồ xin thượng đế hãy làm cái này nhưng chúng ta không nghe ngài nói cho nên mới gọi là một chiều thiền là nói chuyện hai chiều chúng ta trình lên thượng đế những sự buồn bã đau khổ hạnh phúc biết ơn rồi ngài cho mình biết nên làm gì kế chúng ta có sự tiếp xúc cầu thông với thượng đế cầu nguyện chỉ là lời nói của một người chúng ta không nghe thượng đế nói gì nhưng trong lúc thiền chúng ta nghe chúng ta biết ngài dẫn dắt chúng ta ngài làm đời sống chúng ta sáng sủa với hàng ngàn mặt trời ở bên trong ngài làm cho chúng ta sáng chói có tình thương trí huệ tính khôi hại và đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài khác nhau là ở chỗ đó tu hành làm tinh cầu của chúng ta tiến triển đôi khi con cảm thấy sự hướng dẫn hiện hữu của những vị minh sư quá cố họ ở xa nhưng có giúp được cho loài người không được chứ chúng ta đồng một thể mà cho nên nếu quý vị khai ngộ thì họ cũng có ảnh hưởng quý vị tưởng tượng sau thời đại hoàng kim tinh cầu của chúng ta bị hủy diệt không còn bao nhiêu người sống sót quý vị có thể tưởng tượng trạng thái của loài người lúc đó sẽ như thế nào không ai nấy đắm chìm trong đêm tối tất cả những người đó ảnh hưởng lẫn nhau chúng ta ảnh hưởng lẫn nhau bởi vậy chúng ta mới thành ra như vậy và bây giờ chúng ta đang tu và tu năm này sang năm khác tinh cầu của mình đã khá ra rồi quý vị không thấy sao không thấy chúng ta tiến bộ rồi sao? Dạ, ờ, à, tôi không bảo rằng quý vị nên tới đây tu pháp quán âm hay thể nghiệm thiên đàng. Dù không, quý vị cũng có thể cảm thấy tinh cầu mình hiện giờ đang có một năng lực khác, có khác chứ? Hạnh phúc hơn, cởi mở hơn và rất là thành thản và loài người khác hẳn với hồi xưa, ngay mấy chục năm trước kỹ thuật khoa học và tất cả mọi thứ đều trổ hoa rất là nhanh những cái chúng ta khám phá ra gần đây thật là hay quý vị có thể tưởng tượng được không điện thư và mạng lưới truyền thông hay quá trời quá đất còn nhiều cái con người đã phát minh rồi mà quý vị chưa biết theo giới luật là theo bản lai của chính mình nếu phạm giới sau khi tâm ấn thì chuyện gì sẽ xảy ra cũng giống như quý vị hỏi nếu có bồ sau khi cưới vợ thì chuyện gì sẽ xảy ra tôi phải trả lời làm sao quý vị phải quyết định không có ai ở đây bắt buộc quý vị cả chỉ có chính mình và thượng đế thôi quý vị đã thỏa thuận với thượng đế nói rằng con đặt ngài lên trên hết con sẽ làm bất cứ việc gì để được biết ngài con không cần tất cả những thứ ngu ngốc này để sống không có mấy cái đó, còn vẫn sống được. Con có thể sống mà không cần giết hàng xóm láng giềng, còn có thể sống mà không cần nói dối, con có thể sống mà không cần rượu chè thuốc phiện, còn rất mạnh. Không cần những chất sai xưa này, thay thế, con có thể say xưa nước cam lồ, con có thể sống mà không cần làm chuyện sinh lý với bất cứ người đàn ông, cô gái nào đi ngang. Phải quyết định mới được thể hiện con người mình như một người mà quý vị muốn thể hiện nếu quý vị muốn cho mọi người thấy tôi là kẻ nói dối tôi là kẻ say sưa nghiện ngập này kia kia nọ tôi là người muốn vợ ông hàng xóm tôi là kẻ thích giết sát hại người khác nếu quý vị muốn thể hiện con người mình như vậy thì cứ việc làm đó là sự lựa chọn của quý vị nếu muốn thể hiện mình là một con người khai ngộ một người khôn ngoan có trí huệ một người vui sướng một người lợi ích có lòng từ bi thương yêu chân thật thì vẫn còn có sự lựa chọn đó nữa quý vị thấy có hai sự chọn lựa nhưng việc chọn là do quý vị mấy điều này không phải là giới luật của tôi mà là một lối sống do quý vị chọn để thể hiện chính mình trước thế gian trước thượng đế và trước tranh ngã của chính mình khi nhìn vào gương thấy hạng người mà quý vị muốn thấy không giới luật chúng ta không cần giới luật quý vị biết quý vị muốn thành người như thế nào làm cách nào để thắng sợ hãi vì lý do gì mà chúng ta sợ dữ dội đời sống đang muốn cho chúng ta biết điều gì cái đó cũng còn tùy nếu đang sống trong một hoàn cảnh đầy sợ hãi, thì dù có sợ hãi cũng không sao. Nhưng đừng để sợ hãi đó thắng thế khiến mình tê liệt, không còn biết phải phản ứng làm sao cho tốt. Sợ là một tình cảm tự nhiên. Sợ và thương là hai tình cảm tự nhiên. Không cần phải đè nén, chỉ cần hiểu và lo liệu cho nó. Ví dụ, quý vị tưởng tôi không có sợ sao? Có chứ, tôi sợ tới đây mà không biết nói gì với quý vị tôi sợ không biết làm sao cho quý vị hiểu những gì tôi hiểu tôi sợ chứ hôm nay tôi đến sớm đi ra tiệm uống ly trà bởi vì từ hôm qua đến giờ không có gì vô bụng trên máy bay không ăn nổi cơ thể mệt mỏi quá vì tôi phải vội vã làm đủ thứ chuyện để khăn gói lên được lâu rồi không ngủ cho nên khi lên máy bay tôi chẳng ăn gì cả chỉ ráng ngủ hay là yên lặng tới sáng tôi sợ tôi ngủ gật trong hội trường thành ra tôi đi uống trà rồi nhìn thấy nhiều người ngồi trong đó họ đang uống trà nói đủ thứ chuyện tôi tự hỏi không biết làm sao nói được với những người này về thượng đế không biết họ có thật tình muốn thượng đế hay không họ có vẻ sung sướng với đời sống vật chất của họ không biết tôi sẽ nói chuyện với những ai và nói về vấn đề gì thành ra tôi cũng sợ lắm chứ không hẳn là sợ mà thật ra không cảm thấy phấn khởi hăng sai gì cho lắm không mấy tự tin nhưng tôi vẫn làm thấy chưa tôi có sợ nhưng vẫn phải trải qua chuyện đó chứ không phải là không có chúng ta có sợ hãi nhưng chúng ta phải trải qua nếu đó là một tình trạng đáng sợ thì mình phải nghĩ coi làm sao cho nó khá hơn nếu đó là một người đáng sợ thì mình phải ráng dùng tình thương để thắng thế sự sợ hãi của chính mình người đó đôi khi không được tốt với chúng ta làm chúng ta sợ tại vì họ là người không được vững dạ thành ra cũng còn tùy vào hoàn cảnh nhưng dầu sao đi nữa dù có sợ chúng ta cũng phải bình tĩnh nghĩ coi ok mình sợ nhưng bây giờ trong trường hợp này mình phải làm sao để không sợ nữa Quý vị phải làm chủ chính mình để phá tan nỗi sợ đó đi. Làm chủ chính mình có nghĩa là đối phó với tình trạng đó để chúng ta cảm thấy vững tâm và cái sợ đó sẽ biến đi. Quý vị không thể đè nén cái sợ mà phải lo liệu làm sao cho nó khá hơn. Giá trị bên trong mới là kho tàng thật sự tất cả chúng ta đều bình đẳng trong tạo hóa thì tại sao lại có người khổ đau nhiều trong khi những người khác dù sống một cuộc đời đầy tội ác vẫn được giàu sang phú quý tại vì con đường họ chọn khác nhau khi chúng ta trở thành người giàu có được nhiều tiện nghi về vật chất đâu có nghĩa là chúng ta được phước báo hay giỏi giang gì bởi vì khi chết đi tất cả những thứ này đều bỏ lại nếu gặt hái những kiến thức và giàu có về tâm linh, đó mới là vĩnh cửu. Thành thử, quý vị đừng có ganh tị với những người chỉ thâu lượm được của cải về vật chất mà không có gì cho linh hồn. Bởi vì chẳng bao lâu sau, họ sẽ trống rỗng. Còn quý vị, mặc dầu không kiếm được gì nhiều về vật chất, quý vị rất giàu có trong tim. Quý vị có tình thương, lòng từ bi vĩ đại, sự hiểu biết và trí huệ vô cùng. Như Đức Phật, Chúa Giêsu, họ đi bộ chân trần, không có tiền bạc gì cả. Họ không có xe hơi, không có gì cả. Vậy mà người ta quỳ lại thờ phụng họ. Hai, ba ngàn năm sau, con người vẫn còn thờ phụng, lắng nghe tất cả những gì họ nói. Như vậy, ai là người giàu hơn? Nhà tỷ phú ngoài kia hay Chúa Giêsu, Đức Phật, quý vị biết câu trả lời rồi không cần so sánh mình với người khác chúng ta phải biết bên trong mình đáng giá như thế nào cái đó mới là quan trọng thương kẻ thù có nên thương kẻ thù của mình hay không nếu không thương thì làm sao đây câu hỏi đó rất thực tế nếu quý vị giết người đó bà vợ hay con trai hay con gái họ có thể sẽ giết lại quý vị rồi cứ tiếp tục hoài thành ra tốt hơn là nên thương kẻ thù của mình đó là cách giết hay nhất nếu quý vị thương kẻ thù người đó sẽ trở thành bạn hữu lúc đó kẻ thù biến mất tiêu quý vị có thêm bạn từ gia đình họ vợ con họ hàng ngay cả bạn bè của người đó làm bạn với một người thì được thêm nhiều bạn thù hằn với một người thì thêm nhiều thù địch vậy ghét kẻ thù là lỗ vốn. Master Thanh Hải vô thượng sư kể tại Tăng Tây Lan vào ngày 27 tháng 4 năm 2000. Nguyên văn tiếng Anh, băng thâu hình số 686. Bản tình Thanh Hải vô thượng sư số 139.